kính chúc bá gia bá tánh trong và ngoài nước thân tâm thường an lạc, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, tinh tấn tu hành, vượt qua những năm tận thế đại họa sàng lọc hí diệt này. Và kính chúc các bạn, các anh, các chị, các mẹ, các bác từ trong nước và ngoài nước thì chúng ta mọi người ai cũng vững tâm trí, không thối chuyển, mình phải vững tâm khi bất cứ có một vấn đề gì, một chuyện gì ở nghịch cảnh cuộc đời xảy ra thì vật chất mà các bạn thì cũng không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Thì đấy là chúng ta khi học vật lý thì chúng ta đã được học như vậy và được có những định nghĩa như vậy rồi. Mà chúng ta đang ở trong một cái tạo hóa, đang ở trong một cái vận hành của vũ trụ càn khôn đang chuyển động rất chi là mạnh về mọi điều, mọi điều kiện. Ví dụ như trong lòng đất bây giờ cũng đang như lửa sôi các bạn ạ. Thì trái đất thì đang nóng lên, có chỗ thì nóng như muốn bung lửa ra, nhưng lại có chỗ lại trào nước lên như là con khóc nhà đấy các bạn. Thì chúng ta ở chỗ nào thì chúng ta phải chịu ảnh hưởng ở chỗ đấy, mà vì là quả đất của chúng ta đang vận hành và là vũ trụ càn khôn đang chuyển động rất chi là mạnh mà các bạn. Vì là các bạn cũng biết rồi thì khí hậu thời tiết thì nó có sự chuyển động vì cũng do con người, do tạo nghiệp của con người gây ra. Như chúng ta sát sinh này, giết mổ này, rồi tàn phá thiên nhiên này, rừng rừng là để chống xói mòn, để chống bão lũ, để chống những khí độc tràn vào con người đó các bạn, tràn vào với thiên nhiên đó các bạn, để ngăn chặn lũ rồi xói mòn rừng. Thì chúng ta đi học, chúng ta thầy cô dạy và trong lịch sử cũng đã nói rồi phải không các bạn. Mà lực lượng kiểm lâm thì lại cấu kết với lâm tặc chia năm xẻ bảy, gọi là của nhà chia đôi, của đồng chia ba đó các bạn. Có khi là xếp xếp ba mà lính một đó các bạn, xếp xếp sáu thì lính, xếp bảy thì xin lính ba đấy các bạn. Thì thực ra thì bản thân tôi thì tôi cũng có được biết được những cái chuyện mật này nên mới tiết lộ một chút với quý đạo hữu. Thì tôi cũng chả nêu ra ai, cũng chẳng nói ai, chỉ nói vu vơ vậy thôi. Nhưng mà ai có tật thì giật mình, bởi vì chồng tôi cũng là cán bộ kiểm lâm mà các bạn. Thì tôi là cũng là có chồng làm kiểm lâm thì tôi biết được cái nội bộ là nó như vậy, nhưng tôi cũng chẳng nêu ai mà cũng chẳng nói ai, mà tôi chỉ là nói ở cái kênh này như vậy thôi. Thì nếu như chúng ta đang ở cái sàng lọc này, cái màn sàng lọc này thì chúng ta đã có những chuyện như vậy rồi. Bản thân chồng tôi cũng ra đi khỏi khỏi cõi hồng trần rồi, thì những người còn lại thì chúng ta đã trót tham ô tham nhũng, trót lỡ dại ăn rồi, thì chúng ta cũng nên sám hối, rồi chúng ta làm từ thiện, rồi chúng ta dang rộng vòng tay để chia sớt với những người nghèo khổ, khó khăn, kém may mắn hơn mình. Thì người ta bảo là tất nhiên là vật chất mà, thì chúng ta sống được là phải nhờ vật chất, không có vật chất là chúng ta không sống được. Có người thì cũng cãi nhau với tôi là không có tiền vẫn sống được, nhưng tôi nghĩ là phải có vật chất mới sống được. Thì vật chất cũng từ đâu? Từ nước, từ oxy, từ lửa, từ khói, từ bụi, từ vũ trụ càn khôn vận hành đấy các bạn. Thì con người ta thì có những khi là xuất phát từ lòng tham, nhưng cũng có khi là khi mà
cái sự vật nó hiện ra đấy mà chúng ta không, nó giống như là châm mồi cho chúng ta, thì chúng ta cảm thấy nó dễ dàng để vô vết nhận được thì chúng ta cứ ôm ôm vào thôi. Thì đấy là nhiều khi chúng ta cũng phải, họ ở trong hoàn cảnh đấy thì họ cũng phải như vậy thôi các bạn. Thì nhiều khi chúng ta cứ nói như vậy thôi nhưng chúng ta không nằm trong hoàn cảnh đấy. Chứ nếu như chúng ta nằm trong hoàn cảnh đấy thì có thể lẽ chúng ta cũng tham các bạn. Thì vì là ở cái màn sàng lọc này mà bản thân tôi thì tôi cũng có cái kênh này, thì thỉnh thoảng tôi cũng muốn cùng quý đạo hữu là cùng tôi, chúng ta có thể giao lưu trò chuyện, nói chuyện trực tiếp với nhau, nhắn tin trao đổi. Những khi tôi lên phát trực tiếp đó các bạn, thì hôm qua tôi đang phát trực tiếp thì mưa giông gió sấm chớp đấy, mà hôm nay tôi vào trực tiếp thì lại không được. Thì tôi quay lại cái video này để chia sẻ cùng với quý đạo hữu, vì cái video này thì tôi cũng chia sẻ tổng hợp thôi. Thì tôi chia sẻ về vấn đề vật chất là như vậy, và hôm nay hôm qua thì tôi đang nói dở về cái vấn đề chỗ ma nữ đó các bạn. Thì ma nữ mà nó mượn xác người đó thì nó hút linh khí của chúng ta, và những cái người mà nam đấy mà bị ma nữ nó đều bám rồi đó các bạn. Thì người ma đây, người nam đấy nếu có ăn ăn vàng bạc kim cương gì thì cũng không mập lên được, người lúc nào cũng gầy ròm vì nó hút hết linh khí này, rồi nó liên tục quyến rũ này, rồi nó làm tình này, rồi nó ngăn cấm không cho yêu và không cho lấy vợ đó các bạn. Thì nếu như trong trường hợp các bạn nhắn tin trao đổi cùng tôi nhé, vì là bản thân tôi thì tôi cảm nhận được đâu, tôi biết được đâu thì tôi chia sẻ với các bạn đến đấy, mà tâm là linh, linh là thiêng. Thì các bạn cứ nhắn tin trao đổi với tôi, trò chuyện trực tiếp với tôi, và để tôi biết cách xử lý ở những video sau nên như thế nào và không nên như thế nào, và các bạn cũng góp ý kiến để tôi nên chia sẻ ở vấn đề gì là nhiều hơn. Thì bản thân tôi thì tôi cũng chia sẻ với quý đạo hữu về ma nữ là nó hút linh khí của mình, và thậm chí là nó, mình có ăn ăn cao lương mỹ vị gì thì bản thân cái bà bạn tôi mà bà lấy ông chồng này mà ma nữ làm tình với ma nữ là hút linh khí đó các bạn, mà nhiều lúc cái con ma nữ nó vào trong người là nó chỉ thích làm tình nhỉ. Thì có lúc thì nó làm tình với bà ấy, nhưng cũng có lúc là nó làm tình với con ma nữ, vì là lúc mà nó tỉnh táo thì nó lại đòi hỏi ơn như bà đấy, còn khi mà ông ấy sáng sáng rồi đó các bạn, ông sáng sáng rồi là tự ông với cái con ma nữ đấy làm tình, còn nếu mà ông ấy, còn gọi là lơ tu mơ đó thì là ông cứ đòi hỏi ở bà ấy. Còn khi mà thì bà ấy là lúc đấy là bà này cũng ăn chay niệm Phật 6 năm rồi mà các bạn. Thì bà ấy lúc mà bà ông lên cơn đòi á thì có những lúc bà không có ham muốn, với lại cũng muốn gạt bớt đi đó nghiệp chướng đó, thì bà cũng nguyện để cho ông nữ mất đi các bạn, mất đi cái chức năng đấy đó các bạn. Thế thì nếu như thì bạn nào ở trong trường hợp đấy thì chúng ta cùng giao lưu trò chuyện, nhắn tin nhé. Còn bản thân mình thì thực ra thì hôm rồi thì thầy bói thì cũng bảo mình là có duyên âm theo, mà người này thì lại ở quê, cùng quê á, mà cũng là thanh niên. Thì thực ra thì tôi cũng có một chút suy đoán, thì cái người này thì lúc nữa là đang thanh niên đó các bạn, thì mà bây giờ chết rồi các bạn ạ, thì vì nghiện mà chết á. Thì lúc trước thì tôi cứ mỗi lần về quê thì người này nhiều lúc rủ tôi đi chơi, thì lúc đấy là tôi đi chơi mà người này nghiện nhá, mỗi một lần về quê đó các bạn là lấy xe của anh rể
của em gái đi cầm đồ bán, nhưng rủ tôi đi chơi, chở tôi đi chơi thì không bao giờ lại có ý nghĩ là lấy cái xe máy của tôi mà đem cầm đồ, hay là lấy cái gì của tôi, hay là sàm sỡ gì. Nói chung là đi chơi với tôi thì người ta cứ bảo là cậu ta nghiện, mà tôi tiếp xúc thì thực ra tôi thấy bình thường, không phát hiện ra gì, hay là lúc đấy chưa chưa bị thì không biết. Thì cũng bảo tôi giải nhưng mà hiện giờ tôi chưa giải. Thì các bạn nhắn tin cùng trao đổi trò chuyện xem bản thân tôi bây giờ thì nên như thế nào. Thì bản thân hôm rồi tôi cũng có lên nhà sư huynh, thì sư huynh cũng bảo tôi là có gọi là có vong, hay là gọi là có một người thiêu đó các bạn, nhưng mà người thiêu là về tâm linh đó các bạn. Thì lúc đấy thì không biết là sư huynh nói là chồng tôi hay là người khác, thì tôi lại không hỏi lại kỹ. Thì sư huynh cũng bảo là có thể là mời về làm mâm cơm chay rồi cúng quả cho người ấy, và bảo người ấy đi tu, có thể tu ở nhà sư huynh hoặc đi tu đó các bạn. Thì đấy là các bạn có thể trao đổi trò chuyện bình luận trực tiếp với tôi những khi tôi lên kênh, để chúng ta cùng giao lưu trò chuyện, để tăng cái sự yêu thương chia sẻ đó các bạn, để chúng ta động viên nhau, cùng nắm tay nhau yêu thương ở trong cái màn sàng lọc này. Và tôi cũng rất mừng là có một rất nhiều bạn bè anh chị em cũng đã ra nghĩa địa quay những thước phim về các mộ phần liệt sĩ, và cũng đã cầu nguyện, đã thắp hương, đã dâng hoa. Thì những cái hành động, những nghĩa cử này rất cao đẹp. Bản thân tôi cách đây cũng vài ngày thôi, tôi có ra mộ của chồng tôi để tôi thắp hương, và hiện tại ngày hôm nay thì cũng được vài ngày rồi, thì con tôi, hai đứa con tôi đang về quê là của ông chồng tôi, là ở Quảng Nam, khu 8 thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam. Thế nhưng mà tôi cũng bảo là con tôi là tôi quay video đấy. Thì con tôi cũng bảo mẹ ơi quay gì, quay chứ ai để đi quay nghĩa địa đấy cái mẹ. Thế thì tôi cũng không muốn con tôi buồn, tôi cũng không quay. Và hôm rồi thì bản thân con tôi thì cháu không đọc kinh niệm Phật ngồi thiền, nói chung là, nhưng cháu lại biết đi làm công quả. Thì cháu có, tôi cũng có chia sẻ với quý đạo hữu là lên cái bà mẹ thương binh liệt sĩ anh hùng đó các bạn, là 5 người con ra đi với cách mạng. Thì những như 5 người con này chúng ta đâu có thấy hình hài gì đâu, chứ cô chỉ là cái linh hồn, có thể là tôi chia sẻ thì các bạn biết, chứ chúng ta đâu có nhìn thấy. Thế nhưng mà mẹ đã ra đi 5 người con cho cách mạng Việt Nam, nhưng con tôi đã lên nấu cơm và hỏi ý kiến mẹ, là bảo là mẹ ơi con mà lên đấy thì mọi người nhìn vào con là ngại thì sao mẹ. Thì tôi có bảo con tôi là con đừng nhìn với ánh mắt xung quanh của mọi người, quan tâm đến mọi người, vấn đề là con phải nghĩ là con làm vì bà, vì cách mạng Việt Nam, mà bà đã hy sinh đi 5 người con, bây giờ bà cũng cô đơn, cũng đã ra đi, mà nghĩa cử cao đẹp như vậy và trời biết đất biết là được con ạ. Con làm ở tấm lòng của con. Thế con tôi lại cũng ăn mặc quần áo chỉnh tề và cũng tư trang rồi tấm lòng từ bi đấy. Thì cháu cũng đã lên nấu cơm, gọi là nấu cơm chay từ thiện, vì bà là bà mẹ Việt Nam anh hùng cách mạng mà. Thì ngày đấy thì cháu về, cháu cũng bảo là hàng xóm ai cũng đến cả, và ở xã họ đến nữa. Thì cháu cũng đã ở trên đấy hết buổi sáng thì cháu về. Thì cũng rất chi là mừng, vừa qua nhân ngày 75 năm kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, thì tôi cũng có chia sẻ một video ngắn nhưng không lên hình, thì các bạn cũng ít xem. Nhưng tôi cũng rất mừng là rất nhiều bạn cũng đã giác ngộ và rất hiểu, thậm chí đã đưa những hình hài cốt mộ phần liệt sĩ lên trang cá nhân của mình.
để chia sẻ gửi gắm cái tình cảm của quân dân Việt Nam với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì dân tộc, vì cách mạng, vì những người như chúng ta, bản thân như tôi đang ngồi đây là có các anh hùng thương binh liệt sĩ đã ngã xuống cho chúng ta được ngày hôm nay ngồi đây và nói chia sẻ với quý đạo hữu, phải không các bạn? Thì các vị đấy chúng ta không nhìn thấy, nhưng các vị ấy là những người có linh hồn. Tôi ví dụ như tôi không nói nhiều các vị, nhiều vị, nhưng chúng ta là đã có sẵn một tấm gương cao cả như bác Hồ Chí Minh. Bác đã hy sinh cả cuộc đời mình cho dân tộc Việt Nam, cho hòa bình, cho chính nghĩa. Thì qua cái video mà tôi quay lại đây thì tôi chia sẻ một chút về bác. Tôi không nói tuần tự, không nói theo bài vở, nhưng tôi nói ở kiến thức của tôi, ở trí nhớ của tôi nhớ được đâu, tôi chia sẻ đấy, tôi nói chuyện đấy và tôi chia sẻ cùng quý đồng đạo để chúng ta cùng tưởng nhớ về bác, để chúng ta đi theo chân bác. Cho dù không được như bác thì cũng được hưởng cái hương thơm của bác. Bác Hồ người là niềm tin thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại khổ đau. Cả cuộc đời bác thanh cao không gợn chút riêng tư, bác đem niềm vui đến dâng hoa đẹp cho đời, bác yêu đàn cháu nhỏ. Nói chung là nói về bác thì vô vàn lắm phải không các bạn? Thì bác đi tìm hình của nước, đất nước đẹp vô cùng, nhưng bác phải ra đi, cho tôi làm sóng dưới thân tàu đưa tiễn bác. Khi bờ bến dần lui làng xóm khuất, bốn phía nhìn không bóng một hàng tre. Đêm ra nước đầu tiên ai nỡ ngủ, sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương. Trời từ đây chẳng xanh màu, xứ sở xa nước rồi càng hiểu nước đau thương. Lũ chúng con ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Những tâm hồn in rũ bóng xuống mái nhà, trăm cơn mơ không chống nổi một đêm dài. Ta lại mặc lòng cho mưa tuôn và gió thổi, lòng ta thành con rối cho cuộc đời giật dây. Quanh hồ gươm không ai bàn chuyện vua Lê, lòng ta thành con rối. Rồi bài nhật ký trong tù. Trong tù không rượu cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hưởng hờ. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Việc quân đang bận xin chờ hôm sau. Trong tù không rượu cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hưởng hờ. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Việc quân đang bận xin chờ hôm sau. Chuông lầu chợt tỉnh giấc thu, ấy tin thắng trận liên khu bao vây. Bác Hồ của chúng ta có những lúc bác đã bôn ba trên tàu đi Mỹ, đi Anh, đi Nhật, đi Pháp, đi Đức. Rồi bác đã từng làm phụ bếp. Rồi bác đã có cả cái cảnh bác ở trong tù nữa các bạn. Đêm nay bác không ngủ, ngày mai bác ngủ bù. Rồi bác đi diễm chăn từng người một, sợ cháu mình giật thột, bác nhón chân nhẹ nhàng. Nói về bác cảm động lắm các bác ạ, các bạn ạ. Đây là những cái tấm gương đã vì dân tộc, vì đất nước cả cuộc đời bác. Tình riêng bỗ trợ, tình người đa đoan. Bác yêu dân tộc Việt Nam, bác thương dân tộc Việt Nam cũng qua từ cái nghĩa cử cao đẹp của cái ngày 75 năm ngày thương binh, ngày kỷ niệm ngày liệt sĩ đó các bạn.
Thì hôm nay mình chia sẻ một chút về cái nói chung là cái phần căn về thì nó nó có tủi thân một chút đấy các bạn. Rồi, chúc các bạn xem video vui vẻ và chúng ta cũng khi tôi nói chuyện như vậy thì cái phần căn của tôi nó về thì tôi muốn chia sẻ cùng với các vị để các vị cùng nhau nắm tay nhau yêu thương chia sẻ cùng với cái cảm xúc của cái phần căn đã về và chia sẻ với các bạn. Thì bản thân tôi có những lúc thì tôi cũng không dám mạnh dạn mà lên đây mà nói chuyện mà biểu diễn mà nói với các bạn được như vậy. Có thể đó là các bạn phải cũng động viên tôi, cho tôi một like, cho tôi có nghị lực, cho tôi có sức mạnh để cho khi cái phần căn về chúng tôi có thể cùng chia sẻ với quý đạo hữu, để quý đạo hữu chúng ta cùng cố gắng tỉnh thức và phấn đấu không thối chuyển. Khi chúng ta gặp bất cứ nghiệp chướng tai ương và những bất trắc trong cuộc đời, thậm chí chúng ta là những người con Phật, khi chúng ta có lòng tin với Phật, với trời thì sẽ được xoay độ. Thậm chí có những chiếc xe tông chúng ta nhưng chúng ta có thể qua được cơn tử nạn vì trời trời mới nhìn được ta các bạn, không ai nhìn được ta cả, mà trời có thể che cho chúng ta được, không ai che cho chúng ta được, có phải không các bạn? Bản thân chúng ta phải tự tu, tự tiến, tự hành, tự đi và tự cố gắng, bởi vì cha mẹ cũng không cứu chúng ta, cũng không che chở cho chúng ta ở khắp cả bầu trời này được. Thậm chí hàng xóm cũng không che chở được, con cũng không che chở được, anh chị em cũng không che chở được. Không ai có thể che chở chúng ta được khi chúng ta cũng phải dịch chuyển theo một sự vận hành khắp quả quả địa cầu. Vật chất không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Thì có những lúc tôi mạnh mẽ là cái vì phần căn nó về. Thì chúc quý đạo hữu thân tâm thường an lạc, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, tinh tấn tu hành, sáng sáng hệ căn nhé các bạn. Rồi cho tôi like và đăng ký ủng hộ kênh để tôi có nghị lực chia sẻ ở video tiếp theo khi phần căn về nhé các bạn.